Xin mời gia đình chúng ta đến bây giờ tập trung để ngồi để làm để định vị bái quan. Đã đến giờ vị tân sinh và đội đăng công lễ đăng khoa tình diện bái quan, xin mời vị thủ lĩnh Minh La đại diện cho làng cho xóm khởi cho ba hồi Minh Lệnh. Ba hồi ái cổ đồng khởi kính cổ khởi nhạc thank you.
lên. Quý cụ ông à ơi, chứ bà nén tâm nhang, quý anh em đoàn ông công chúng tôi đây mà xin cao là trước ngã bao nhiêu lòng mới nhìn lên xa, mà khói hương nó nghi ngút âm thầm, mà nhớ
mà không biết về đâu. Yeah.
rung đau quặn. Chết quay quang phải mà nước mắt tuôn rơi. Thương linh ta ơi, chỉ có lấy thì hương quá. Yeah.
có trong quê cầu kéo bỏ hỏi chứ bỏ đây đâu bỏ công mà gia tộc tộc thân,
Kính thưa tất cả bà con nội ngoại, kính thưa quý vị thông sư gia của ba mẹ chúng tôi, kính thưa thông sư gia của các anh em chúng tôi, kính thưa quý vị, ba chúng tôi là ông Thăng Trung, tên thường gọi là ông Sáu Sang, đã lâm bệnh trong thời gian dài, mặc dù được gia đình đã tận tình lo lắng, các thầy bác sĩ đông y đã tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi già sức yếu, ba chúng tôi đã tuốt hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Trong thời gian qua đã được sự chiếu cố của lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như các đoàn thể và bà con cùng các bạn bè thân hữu gần xa đã đến an ủi động viên và phúng điếu. Giờ này ba chúng tôi sẽ chuẩn bị đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi thay mặt cho gia đình không biết lấy gì hơn. Trước hết, tôi xin dâng lên một bàn ca rượu và một phong bì để tỏ lòng cảm tạ tất cả đội ông công cũng như chính quyền địa phương, các đoàn thể. Cuối cùng, tôi xin tất cả quý vị cố gắng tạo điều kiện để đưa ba chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi dứt lời, tôi thay mặt gia đình xin gửi đến tất cả quý vị một bái để gọi là tỏ tình, xin kính dâng quý vị. Vừa rồi là lời đáp tạ của tâm ông Hiếu Kiến. Kính thưa chính quyền xã Tài, kính thưa các ngành, các giới, thưa hội đồng gia tộc, tộc đội và tộc ngoại, thưa toàn thể tăng môn hiếu quyến, thưa các bậc cao niên trưởng thôn, vẫn biết rằng bầu thuốc thánh không giải nguy cho người tầm số, chén linh đơn không cứu được bệnh nan y, việc tử sanh không phân sau định trước, nhịp tim ngừng không hèn sớm hèn mai. Thế rồi ngày hôm nay cụ ông đã dồi dã ra đi, ngăn sao được dột sầu bi đưa tiễn. Sáng hôm nay anh em chúng tôi là những người của tình làng nghĩa xóm về đây phục vụ lễ tang của trong linh cụ ông. Trong lễ trình diện vì thời gian có hạn nên không sao tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi kính mong quý vị lượng thứ cho. Và giờ trình diện đã xong, trong hiếu chủ có dùng mâm trầu cao rượu và một phong bì để gọi là trọng thượng anh em chúng tôi. Chúng tôi xin mời một vị đại diện sở tài lên nhận lễ. Thời gian này chúng tôi nhận thấy còn khoảng 15 phút nữa linh cữu sẽ rời khỏi gia trung về nơi cõi vĩnh hằng vĩnh biệt chúng ta. Cho phép anh em chúng tôi được tạm nghỉ trong giây lát, xin cung thỉnh chư tôn thiền đức quan lâm trước án tiền tiến cân cuối cùng và triệt bàn linh tọa, chúng tôi được kịp trời chi quan. Xin chân thành cảm ơn liệt quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật. Lễ trình diễn bái quá.
Viện Như Quân lui lại lộ đông, đợi đến giờ chỉnh túc tư dung, rồi ta sẽ đảo lai trở sự. Lễ trình diện bái quan đã hoàn mãn, xin mời ban nghi lễ hồi kinh cổ. Giờ này xin mời toàn thể gia đình tâm môn hiếu quý tề tự trước linh.